cái hình nó lâu lắc rồi, hình nó nhìn mọi người khổ lắm. Bức ảnh này là hôm bọn anh về Hà Nội, xong rồi các thí sinh mà ở nhà chung ấy, mọi người rủ nhau đi uống để gọi là ôn lại tình cảm. Hôm ấy Minh Lai ăn một cái clip là kiểu right wrong gì á, mai mủng gì á, kiểu không ăn thua á. Anh với cả Mai mới chụp cái ảnh này, xong rồi nhắc cho Minh Lai nhớ là đây là bốn chọn và ba nón vàng. Thấy cái góc nghiêng thần thánh của Hurricane, dạ nhanh chí lấy điện thoại chụp lại. Em hay chụp hình lén Hurricane, cái lúc mà phát sóng mà tập của Hurricane lên trên TV cũng canh em chụp dịp lắm. Mà nếu mà ảnh có cự em làm đánh có. Em có coi được một cái màn đá banh, em tưởng tượng như là Ronaldo không đó, là anh Richie đó. Rồi em coi mà em bất ngờ luôn đó. Em mong là anh nên đá bóng đúng không, vì dài anh cách đá bóng em đúng không. Ảnh cua em hoài hà, nhưng mà em cần một người đàn ông biết đá bóng, nên là hiện giờ ảnh chưa biết nên là em chưa có chịu. Sao bắt tôi làm cái chuyện tà đạo vậy? Ê, có cái tấm hình anh Vua Quy với lại Suboy được không? Được. Mà cái hình nó lâu lắc rồi. Hình nó nhìn mọi người khổ lắm. Anh Xuân có 2 tấm kèm đi, tấm anh Vua xin tấm đó. Thôi tham cái gì? Tấm ơi, chọn đây, cái tấm nào? Vậy thôi, chọn tấm kia, tấm kia giờ phải ấy gì. Đây là hình lúc mà tụi anh đi chụp hình nhóm. Anh Bâu lấy cái chiếc xe này vô nhọn đầu, thể hiện quậy á. Bức ảnh này là hôm bọn anh về Hà Nội, xong rồi các thí sinh mà ở nhà chung ấy, mọi người rủ nhau đi uống để gọi là ôn lại tình cảm. Hôm ấy Minh Lai ăn một cái clip là kiểu right wrong gì á, mai mủng gì á, kiểu không ăn thua á. Anh với cả Mai mới chụp cái ảnh này, xong rồi nhắc cho Minh Lai nhớ là đây là bốn chọn và ba nón vàng. Cái ý nghĩa đấy thì mấy anh em ở trong cuộc sẽ hiểu, còn người ngoài chưa chắc đã hiểu. Yeah. Và hôm nay lần đầu tiên anh mới nói cho mọi người nghe. Ai vậy? Không, mọi người không biết sao. Hurricane. Đây là Hurricane. Tại sao lại gặp mặt cách đó? Ở chung nhà với nhau. À, đây là Hurricane. Bữa make up phỏng vấn vòng 3 thì em vô tình liếc ngang thấy cái góc nghiêng thần thánh của Hurricane. Dạ nhanh chí lấy điện thoại chụp lại. Em hay chụp hình lén Hurricane, cái lúc mà phát sóng mà tập của Hurricane lên trên TV cũng canh em chụp dịp lắm. Mà nếu mà ảnh có cự em làm đánh ngộ. Mỗi lần cự em làm phải đánh lại vậy đó. Đây chưa, em hồi chắc em xôm hồi đưa coi mà có chê có chữ em làm đánh lại xử liền ngay tại chỗ. Cái lúc này mình chụp là đâu đó tầm khoảng 11 gần 12 giờ ở City Gym, lúc đó là đang phòng quay phỏng vấn. Thì chương trình hay có cái bài là lúc nào mà quay phỏng vấn anh Thái mà có mặt mình đó là chương trình bóc đầu mình vô. Hiện tại mình cũng phốt luôn chương trình là tới giờ mình vẫn chưa nhận được cái hợp đồng phiên dịch nào cho anh Thái hết, mình hơi buồn. Thì cái tấm hình này như mọi người có thể thấy là gương mặt anh Thái lúc này vẫn còn rất là nhiều năng lượng và ngập tràn lẽ sống luôn. Cho nên là mình rất respect anh Thái ở cái điểm này. Là nhìn nó cũng nhìn hơi dìm vậy thôi chứ thật ra là anh Thái rất vui nha. Anh Thái vui lắm á. Ý là trạng thái vui của anh Thái với trạng thái nghiêm túc của anh Thái nó khá là sát nhau á. Cho nên anh Thái switch qua lại khá là lẹ qua cái việc đấy. Bậy bạ lắm. Khó chịu vậy, khó chịu. Ôi, em rồi nói chứ anh không có gì hết, hên quá. Mười xóa rồi. Không. Đây. Của anh trên Facebook là Rap Việt mùa 3 này. Rap Việt 3 Rawa này. Rap Việt VA Channel này. Tiếp theo là meme Rap Việt này. King of meme Rap Việt này. Anh là một người rất là thích xem meme ấy. Thế nên là kiểu yeah. Anh không có gì hết. Thật thà nha các bạn, tôi thật thà nha. Nhưng mà cho em hỏi nha, anh nói là anh thích xem meme Rap Việt. Vậy thì người nào trong Rap Việt mùa 3 mà anh thấy là nhiều meme nhất và anh có lưu cái meme gì không? Meme thì anh không lưu về, nhưng mà người mà nhiều meme nhất thì chắc chắn là anh Bảo và anh Bâu rồi. Chắc chắn luôn. Bảo và Bâu no cap. Chịu. Có cái meme vừa rồi anh chụp chung với lại Bảo với Bâu. Thì người ta thì cắt anh ra để cho hai người sát lại với nhau, ôm nhau. Đúng rồi. Tại vì anh phải bắt buộc ngồi đó em à. Anh mà không ngồi đó là cái chỗ đó sẽ trống hoài, em hiểu không? Thì bắt buộc anh phải chui vô anh ngồi thôi cho nó đỡ trống.
chứ tại vì cái chỗ nó có giới hạn, nhưng mà tự nhiên có cái khúc giữa đó không ai ngồi hết thì anh phải ngồi thôi, anh bắt buộc phải ngồi đó. Anh có SMO, cái page của anh với lại cái Rap Việt VN Channel với lại cái Rap Việt Rau Ba vậy thôi chứ không có gì hết á. À, anh coi clip hậu trường nha, tại vì cái lúc đó là những cái khoảnh khắc rất là hiếm hoi và sẽ có nhiều cái moment nó rất là vui nên anh thích coi mấy cái pha đó nhất. Có clip anh với lại em họ anh phỏng vấn, anh với Richie phỏng vấn. Anh lúc anh phỏng vấn thì anh thấy bình thường lắm, tự nhiên anh coi là anh thấy mắc cười. Mắc kiểu thì sao, ba tụ phá này? Hiện tại thì nó không có, tại vì mới đổi điện thoại qua thì nó không có cái nào. Em thường tìm về ba từ khóa nào? Có cái gì thứ hai không? Em chỉ đa số là em chỉ tìm mấy cái trang về rap để em coi thôi. Dạ, đa số là vậy. Dạ có em cũng có tìm. Em tìm cái em thấy hiện ra một đống trang một đống trang Facebook hết trơn luôn. Vậy là anh nổi tiếng rồi đúng không? Nổi tiếng nhưng mà thua anh. Trời gì vậy, anh có gì đâu. Có gì đâu. Lúc trước thì em có đọc, nhưng mà từ khi bắt đầu vô vòng 3 này thì em nói thật là nó quá bận thì nó cũng không đúng, mà thật sự rất 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 là bận luôn. Có bữa là em không có thời gian mà để em ăn ngủ luôn. Có bữa mà em cầm hai cái điện thoại mà em làm việc cùng lúc, mà em tưởng tượng là muốn điên luôn á. Thật sự rất là bận luôn nên là không có đọc comment với lại rep các bạn ở trên Facebook nhiều là vậy. Đầu tiên là Rap Việt Ba, Rau Ba là cái nhóm của mọi người làm việc với nhau. Kiều đó, Kiều không có đi. Em là con gái mà sao biết đó. Kiều đó, bữa đó mình có đi, nhưng mà kiểu tại vì hôm đó mưa rất là lớn cho nên tới hơi trễ, mọi người đá cũng phân nửa rồi. Và ở đó xuất hiện nhiều meme. Mọi người có xem Có, em có coi được một cái màn đá banh. Em tưởng tượng như là Ronaldo không đó, là anh Richie đó. Rồi em coi mà em bất ngờ luôn đó. Em mong là anh nên anh nên đá bóng đúng không? Vì vậy anh cách đá bóng đúng không? Ảnh cua em hoài hà, nhưng mà em cần một người đàn ông biết đá bóng. Nên là hiện giờ ảnh chưa biết nên là em chưa có chịu. Thật sự thì anh không có coi đá bóng nhiều, nhưng mà anh nghĩ là bất kỳ ai xem qua anh Richie đá bóng thì cũng sẽ xác định được một cái chuyện là anh Richie không còn thuộc về phạm trù có thể chấm điểm mà đá bóng được nữa rồi. Không có cái thang điểm nào phù hợp để chấm điểm cho Richie hết. Đó là cái bữa đầu tiên Richie đá bóng luôn á. Richie chưa giờ nó chưa đá bóng, chưa chơi, nó không phải là người của thể thao. Nó được cái tự tin lắm. Cái đó là cái dòng nhà họ Dương có sẵn rồi. Anh cũng tự tin lắm. Ủa anh làm gì có giống Quang Hải? Đâu anh phải giống Messi chứ. Giống Messi chứ. Tôi cũng đang nghi có một cái pha lật lỏng như này. Vậy thì anh tỏ có mặt không? Chấm điểm bao nhiêu cho anh SMO về mảng đá bóng? Bây giờ nói cái số nào mà cho nó vừa phải, mà nó cho nó cũng đừng có gây tổn thương nhau nha. Thôi nói chung á là tự nhận luôn. Mình cũng đá dở lắm. Mình không có, mình chỉ được cái dẹ thôi à. Vô dẹ thôi chứ thật ra là suốt không vào trái nào hết. Cái bài Hoa Hồng Gai quá. Trời. Không, tại thật ra không muốn nghe đâu, nhưng mà cứ lướt thấy nghe hoài à. Tại vì nó hit quá. Vậy là không muốn. Không, ý anh đang nói là cái bài của em á nó hay quá nên nhiều người nghe nên anh phải nghe theo luôn. Không, nhưng mà hay. Thật ra cái bạn đấu của mình á là mình sợ nhất là hai cái bạn này luôn á. Tại vì á Rai mình biết trước đó rồi, mình cũng đoán được Rai làm cái gì luôn rồi, cũng biết là dòng trap rồi, nhưng mà hai bạn này á là mới, mà cũng kiểu mới vô thì mình chưa biết nhiều về hai bạn này, mà nó làm cho mình ngạc nhiên nhiều vòng á, nhiều round á làm cho mình ngạc nhiên quá. Mình cứ đắn đo là không biết vòng 3 sẽ làm cái gì đây. Anh biết Rai làm gì anh không có lo, nhưng mà anh không biết hai người này làm gì hết nên anh lo về hai người này nhiều nhất. Yeah. Hai bạn này rất là hay. Bài nàng của Oceanus với bài của Limitless dòng 1. Còn bài thứ 3 là chắc bài của em quá. Anh là một người không anh nói thật là anh không nghe rap nhiều, kể cả nước ngoài hay ở Việt Nam. Thì ba bài gần đây nhất mà anh hay nghe là bài đầu tiên là Những Chuyến Tàu Mùa Hè của VV. Bài thứ hai là Xin Lỗi của Thắng. Còn bài thứ ba là, để nhớ coi, Bao Tiền Một Mớ Bình Yên của 14 Casper và Bọn Nghiêm, bản gốc.